Chào mọi người nha, hôm nay mình qua cái kỹ thuật phát quay xe các bạn. Xe này 135 triệu, cầu 2 tấn rưỡi không ben, máy 30 vô đề, lốp nguyên định 18 lốp bố, dàn non xịn, hộp côn to, vòi, bình hơi, lốp đắp, cầu 2 tấn rưỡi. Bạn thấy không? Cực kỳ. Xe không ben, xe này 135 triệu các bạn nha. Đại phát. Mang xe luôn. Hôm nay mình mang cái trục cổ đại của mình mang qua đây. Rồi, có mấy xe đang sửa lại. Rồi phương pháp làm của bạn nhé. Đây rồi, thắng hơi, đèn đóng, số. Thử hơi bạn nhé. Khóa các bạn xịn xò đeo không bạn, đại phát 30 HP. Hôm nay chú Phát bảo là bây giờ mua cái trang pha trang chai chạy máy ngon không bạn nha, còn mua máy 30 Giang Đông xài ngon, còn 33 dở này, nói chung Giang Đông ở đây 30 ngon thôi. Đó là tư vấn của chú Pháp nha các bạn nha. Bạn tham khảo xe thấy đẹp thì các bạn like ủng hộ mình nha. Các bạn nha. Mình đi sửa lại cốt tợi, cốt trục kia. Đây, mang đây sửa. Mài đồ lại cho các bạn nha. Các bạn nha. Chuẩn bị xe cầu 3 tấn rưỡi. Khi nào xong mình quay các bạn nha.